Đợt này con em nó bệnh rồi bác sĩ nói nó chuyển qua mãn tính, mà em cũng đang xin để được hưởng cái bảo hiểm cho nó giảm bớt chi phí, chứ tiền làm ăn khó khăn bây giờ mà không có được cái bảo hiểm, mà em mua bảo hiểm mà không được sử dụng cũng tội cho em, không có công bằng. Em cũng nói bác sĩ coi, nếu con tôi không sử dụng nó không bệnh thì đâu có vô trong bệnh viện làm gì mà tự nhiên mua bảo hiểm cho bảo hiểm. Nói bác sĩ vậy, bác sĩ nói quá trời. Bác sĩ nói chưa có bệnh nhân nào mà trả treo giống như chị. Chị nói không có, em không phải trả treo, nhưng mà em lên em hỏi bảo hiểm rồi. Con tôi nó vướng trong cái hệ lụy của xã hội, thì thời điểm mà nó nhập viện, nó dính vô thì không được sử dụng bảo hiểm. Tôi công nhận. Nhưng con tôi nó bị liệt gần 2 năm nay, tôi cõng nó đi chữa bệnh tứ phương, mà bây giờ con tôi nó chuyển qua cái thần kinh luôn, tôi không biết cái gì nữa, mà nó vô trong đây. Vô trong đây bác sĩ chỉ có hỏi bệnh nhân thôi chứ không có hỏi người thân. Tôi là người chăm sóc nó, tôi là người lo cho nó, mà tôi nói bác sĩ không nghe, bác sĩ không cho tôi sử dụng bảo hiểm, thì bảo hiểm nói là bác sĩ nó sai, nhưng mà xuống nói bác sĩ bác qua không, mà bác sĩ coi giống như là tôi đen đúa, tôi nghèo khổ, đâm ra hả tôi không, cái đầu óc tôi nó không có được minh mẫn. Nhưng mà người ta xét nghiệm máu hay gì đó có còn cái vấn đề hút Không chích gì không? à, Nếu như không thì vẫn được chứ sao là không được? à, mà chị cái đợt trước mà cháu vô 10 ngày đó, chị nói là xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm máu. Bây giờ hả kết quả đâu? Trong hồ sơ nó kêu chị thì đi lên phòng tổng hợp. Trời đất ơi, trong hồ sơ tôi thanh toán là tôi có hết tất cả giấy xét nghiệm, giấy tạm ứng đợt mấy là có hết, để tôi về tôi trình lên Mạnh Thường Quân. Dạ. Mà đợt đó là chị chưa có kêu, chị nghĩ là cháu nó cũng không có đến nỗi, ai ngờ đâu nó nặng quá, biết không? Dạ. Giờ nó nặng kinh hồn luôn. Chị hỏi em chứ cái đứa 8-9 tuổi cho em biểu nó hả bỏ quần ra nó còn không chịu, nó còn không chịu nó, chứ đừng có nói là con chị như vậy, hiểu không? Dạ. Thành thử bà con thương em, chia sẻ với em bằng cái tâm đi, cho em một nụ cười, em giống như bình định dấu yêu, thấy không, mở kinh lên là cảm thấy nụ cười trên gương mặt của chị em rồi. Em nói Bình Định ơi, ở đâu ra giống nhau quá vậy? Không, mà Bình Định ta, chị là nhân vật ở trong ống kính em á, em cảm thấy có buồn phiền cái gì không, có phiền não cái gì không? Dạ không, em bình thường mà. Em buồn phiền lên đây quay làm gì? Không phải, có nhiều người điện thoại nói thôi mày đừng có quay mẹ con cái bà Nhưng mà em làm nghề YouTube đó, cũng như làm dâu trăm họ, cũng có người này người kia, nhưng mà em à, quen tôi rồi. hiểu rồi, nhưng mà em nói nè, nhưng mà chị nó cái nhân vật đó vô cái ống kính của em, hiểu không? Thì Dạ. chị cũng hiểu vấn đề đó, thôi thì chị đã nói rồi, chị là đấu đế lắm, chứ thật sự ra cái tính của chị đúng là cũng kiêu kỳ, cũng không phải sân si, nhưng mà chị cái tự ái của chị nó cao lắm. Cho chị ăn là ăn phải vui vẻ, chứ không phải là ăn mà ăn xong rồi mẹ ăn kiểu đó là thôi. Dạ, gấm nóc đàng vàng nóc ngọ, biến giùm chị. Không, chị nói thiệt, rồi em Dạ. nói ngay nói thẳng nha bà con, thực sự nó là như vậy. Người ta cho bà con ăn thì không phải là người ta phải cầu cạnh mình, nhưng mà vui vẻ, chứ ăn mà cái kiểu mà hả ngồi trên đọn cỏ thì thôi, thà bụng mình đói tôi uống miếng nước lạnh tôi vui, không ai nói đến mình hết, đúng không? Nhưng mà cái À, này này em tự đấu đế trọng lắm rồi cao đó hả? hả, Tự trọng cao đó hả? cao sao thấp gì không đó, nhưng mà cái chị nói em nghe này, cái nhân phẩm, cái tư cách, đúng không, cái ứng nhân xử thế làm người này khó lắm, nhưng mà mình phải có cái đó thì mình mới sống được ở ngoài xã hội này nha. Cho nên là hả thăng thăng trầm cỡ nào chị cũng sống được, hay là chỗ nào chị cũng sống được đó. Đừng có ăn cắp ăn trộm, đừng có lừa dối nhau là được rồi. Lúc nào mình cũng đi làm bằng mồ hôi nước mắt của mình cảm thấy vui sung sướng hạnh phúc. Nghèo nhưng mà trong mọi mọi ở đâu cũng có một tiếng cười đó, đi ra hái rau cũng có tiếng cười, đi ra nhổ cỏ cũng có tiếng cười, ở đâu cũng có tiếng cười đó, vui vẻ mà không có gì hết. Nhưng mà con đau ốm thì không có gì bằng Hồi con đau nãy đi ốm hái chị nghe. rau cho ai vậy? À Nhiều quá vậy. cái rau này á hả, Trời non quá trời non luôn, đưa chùm bao nè quý đưa vị. làm bao con này à, đi hái rau nhút, mày mang đôi dép này không, này mang đôi dép này cho nó sạch chân này, chị có đôi dép này, dép này rau nhút này bà con đem đi cho này, em biết rồi đó, ngày nào không cho, ngày nào không có rau. Quá trời luôn. Đã ngon không, ngon không, ngon không, Ngon. em đã ăn bữa nào chưa, Ăn rồi. ngon không? Mà bữa em để lâu á nó bị héo mềm. Chứ ai biểu rau người ta đã đi hái về là ăn à, giống như để, nhưng mà biết sao để lâu, để cách này nè, nặt sạch sẽ đi không còn một cái gì hết, xong rồi em rửa
cái em để khô nước, em bỏ bao, em để được 10 ngày. Thấy không? Đó. Giới thiệu cái vườn đâu đây, mới cắt đây, bữa nay lên nữa này Nguyên. Nguyên. Phải nói bằng nước Nguyên. Nguyên hay Bình Định? Bình Định đi. Không mà, em thấy cái vườn đâu đây của chị đặc biệt không? Nhưng mà bà chị có tưới gì đâu mà sao nó tươi xanh vậy? Nước tiểu của trời. Này trời mưa. Dạ. Với này nước cái nè. Nhưng mà chị không ấy, kỹ lắm, chị kỹ lắm. Để biết sao chị, ví dụ chị múc nước này nè. Múc nước này tưới đúng không? Dạ. Múc nước này tưới nè. Vậy hả? Mà bữa dạo này nó mưa quá trời luôn, đâu cần tưới. Đúng rồi, nhưng mà em biết sao không? Đó, nước này á. Đó, múc đó, nước nó tưới, xong rồi chút nữa vô bật điện lên, bơm nước xả lên trên cho nó sạch sẽ. À, đây là cây hoa đậu biếc nè quý vị. Hoa đậu biếc là một bịch hôm qua kìa. Thế làm gì phơi cho em ít đây, em uống nước á. Phơi vậy? Phơi khô là lá nước, uống nước trà nó mát lắm á. Uống xanh cũng được. Uống xanh hả? Em biết uống xanh lắm. Uống xanh cũng tốt, chị làm một bịch kia nè. Muốn phơi thì chị phơi cho. Không, để đưa em về em tự phơi. Mày ta đi, tao đi miết đây mà hái sao được. Đó, thấy không? Rau mùng tơi nè. Rau đây, rau mùng tơi mơn mởn tươi xanh luôn. Có hai cái gốc mùng tơi thôi đó. Rau muống cho chị trồng hả? À đúng rồi, rau muống cho chị trồng nhưng mà mới cắt rồi nó hơn. Bây giờ chị đang phát tới bụi mía đó. Dạ. À chị đi tính con chị nó ổn định xong rồi chị xong. Cái này mới cắt hôm qua đem đi cho ta nè. Rau muống nó mập, rau muống khô. Không, chị cấy. À cấy ha. À cấy thả vô vậy đó. Mà em thấy có cọng cỏ nào không? Chị rảnh quá, chị dọn hết rồi còn gì nữa. Nó có mình không, cái chú nhổ cỏ, cái chú chủ vườn rau đây, chú nói sao biết không, bằng tay độc địa quá, nhổ cỏ cỏ không lên. Ai biết sao không, chị xin nhổ cỏ đây nè. Về buổi chiều á, chị nằm dặm dặm đó. Đâu đưa ông coi, đây này quý vị ơi, cái đám cái đây là rau rau giúp cá đó. Rau giúp cá. Chị làm xong hôm qua cỏ quá trời luôn mà. Đâu đây nè. Rồi người ta có trả tiền không? Có. Trả tiền sao? Thì chị nọ bà con ở đây tao không để thiệt chị đâu mà sợ. Chị nói vậy nè, thôi chú ơi cái rau này á, tôi thương mấy cây rau quá, thấy chú bỏ phân cái tội quá. Thôi để tôi làm cỏ đi. Tôi đi về xong rồi giờ nào mát á tôi ra tôi làm dập vậy á. Cứ nhấp nhấp vậy đó, chừng nào mà nó hết thì thôi. Dạ. À, tôi bảo đảm một tháng chưa có cỏ mọc lại. Hiểu không? Chị xin cái ông chủ lô đất bên cạnh nè, chị phá rồi chị trồng rau. Của người ta, người ta cho mướn. Cho mướn hả? Trời ơi. Cho mướn nhiêu tháng? Tết người ta hả, trồng bông trồng hoa đồ này kia đó. À vậy hả? Ừ. Chứ người ta không có ấy đâu. Thì giờ chưa Tết á, mấy tháng mà rảnh á, mình xin mình trồng. Không nhiều, nếu mà có cũng đâu tới mình đâu, bà con ở đây người ta cũng làm dữ lắm. Ủa vậy hả? Ừ, chứ đâu có phải là mình đâu em. Ở thành phố này người ta, em thấy người ta trồng lan trồng đồ không? Dạ thấy. Không có tới mình đâu. Nhưng mà người ta không có cần, cho nên không cần tiền, người ta để đó rồi. Ấy, cứ lâu lâu người ta lên người ta phun cỏ đó. Đó là đi làm vậy đó. Bà con thấy em làm gì được, em đủ kiếm cơm cho em ăn rồi. Một ngày á con em nó không đau á thì em làm, em nuôi con em được, chứ có gì đâu mà em phải ngửa tay em xin tiền Mạnh Thường Quân. Nhưng mà vì con em nó bệnh, em đấu đế lắm rồi nha bà con. Thương em thì một ngày ở viện là tổng cộng nhiêu tiền chị? Thì 65.000 tiền ăn. 65.000 tiền ăn, 185.000 tiền phòng. 65 là nhiêu, 200 mấy? Hai còn gần 230, 24. 8 với 6 là 240, 250. Nên tính ra vậy cũng rẻ ha. Có nhiều người nhập viện tiền dữ lắm á chị. Nhưng mà tại vì cái bệnh viện này á thì nó vậy kiểu chứ. Nhà nước hay sao rẻ? Không phải bệnh viện tâm thần vậy mà rẻ gì nữa em. Em thấy rẻ mà. Cái phòng nó không có cái chiếu nữa mà. Vậy hả? À, nó không có cái chiếu nữa nhưng mà em biết sao không? Vậy thì đâu có rẻ đâu mà còn phòng lạnh nó thì 250. Tiền đâu? Sang quá. Trời đất ơi, ba mày mất rồi, không còn nữa. Anh thử ra em mà thôi giờ đi làm á, giờ nào rảnh á em về em đi nhổ cỏ.
ông trời này nắng ông cũng sợ em rồi, ông thấy nắng ông thấy em là ông bớt nắng rồi. Mà sao giúp cá đó nó mới trồng hay sao nó còn nhỏ dữ ta? Đúng rồi, người ta mới trồng mà. Đó cái khoảnh này á chị nhổ á là coi như là 2 tuần lễ nữa mà chưa thấy cỏ lên, thấy chưa? Cảm ơn anh em bà con rất nhiều, thì cũng đã thương và dang rộng bàn tay chia sẻ với mẹ con em là kể từ vật chất đến tinh thần. Dạ. Em rất là vui và này là một cái động lực lớn cho em để em tiếp tục mưu sinh để nuôi con. Chị cầu mong sao con em nó sớm được khỏe mạnh để cháu về cháu làm ăn vậy thôi. Dạ. Đây này quý vị, chị Duyên mưu sinh bằng một cái xe ba gác và cái xe máy này mà kéo đi và chở vậy đó, mấy trăm ký luôn. Phụ nữ rất là giỏi luôn á. Rau, bữa nay ăn rau không? Bữa nay hết rau anh lấy đi. Cho em ít thôi à? Ừ. Lấy đi rồi ấy ngày nào cũng có. Bữa nay em có xuống dưới nhà anh Hai Phước không? Để em coi thử. Tại giờ anh đi ra là một là đi xuống nhà chú Hai là em phải ra Trường Chinh. Em qua quận 3 em gửi cho chín rau. Rồi còn nếu như không á là em phải đi quốc lộ 1A. Ôi vậy đó thì hay giờ em đi cái hướng nào? Tại vì biết sao đến chiều chị mới xuống chỗ cháu, sợ cái rau chùm bao này, rau nhẫn lòng này nó chị cái chị hái hôm qua mà chị có đi được, chưa có đi được. Đúng không? Là chị cho vợ chồng cô Loan hả? Đúng rồi, đem chùm bao xuống cái đó rồi con bé con chị kêu nè, nó sẽ đem đi nó phát cho bà con, nó ok thì có người ăn là cô đi hái. Cô vui vẻ. Hiểu không? Cô đi hái vui vẻ. Em ăn chùm bao nữa không? Có, ăn ít thôi à. Ừ. Nếu mỗi thứ một chút hay ăn thì ấy. Thì hãy em đi ngang qua thì em đưa đi. Dạ dạ. Để nó ấy. Từ hôm qua đến giờ rồi. Tại ngày nào chị cũng đi xuống thăm con hả? Đúng rồi, có bữa hay đi buổi sáng, bữa đi buổi tối. Rồi ở người ta có cho vô không? Có, 8:30 nó mới đóng cửa. Vậy hả? Không, mà nhân vật đặc biệt thành thử là người ta cho vô. Biết chị luôn hả? Không, nó không biết trên mạng nhưng mà đặc biệt ở trong bệnh viện đó. Có nghĩa là mà bệnh nhân chưa có bệnh nhân nào dám nói mà. Cái sự thật thì không có gì để người ta sợ hết á. Mọi người sợ là sống cái con người mà mang một khuôn mặt mà tới 2-3 lòng dạ đó. Cái mấy người đó mới sợ. Còn cái con người này từ đầu cuối ô tôi mua bảo hiểm mà tôi không được sử dụng. Tôi đã nói rồi, giải thích với tôi một lần là tôi đã nghe rồi. Con tôi nó vướng vô hệ lụy thì không được sử dụng bảo hiểm. Ok, tôi đồng ý. Nhưng mà bây giờ là con tôi nó bệnh cả gần 2 năm nay rồi. Tôi hết sức rồi, tôi kiệt sức rồi. Đây tiền bà con tôi đi xin, đi kêu gào để tôi chữa bệnh cho con tôi mà hả, đành lòng nào. Vậy mà người ta không xô ra, mình đã cho người ta thử máu, thử nước tiểu rồi. Nếu như không thì phải cho mình sử dụng bảo hiểm chứ sao kỳ vậy? Không, nó kêu chị muốn gì á, muốn kiện á thì đi lên phòng tổng hợp. Trời ơi, cái thời gian mà đi lên phòng tổng hợp nó kêu em ngồi chờ đây một chút, chờ kia một chút rồi tao đi về. Rồi bữa nào ấy đi rồi tính tiếp chứ tự nhiên không. Thì có mệt quá à. Dạ. Cũng nỡ đóng, em ăn sáng chưa? Dạ ăn rồi, cái đó em bỏ đó. Ê đồ. Cái này gì hả? Bỏ luôn. Chứ để lên tí em treo. Chứ đâu mà cực khổ dữ vậy. Nào đi hả, con ở hả, giống như bảo hiểm á thì hả, không đóng á thì cũng có chuyện mà đóng lên thì không được sử dụng. Cái chị mới tức quá, chị mới nói rằng á con tôi á nó có ngu quá. Nó sử dụng cái đó thì nó mới bệnh. Thì mới hả mua bảo hiểm. Mà mua bảo hiểm không cho sử dụng thì thôi khỏi mua. Cái người ta bác sĩ nói chưa có bệnh nhân nào mà dám vậy. Chị nói tôi khùng á. Ở bệnh viện này là bệnh viện tâm thần. Chứ mà có bệnh viện nào mà bệnh viện điên không? Bệnh viện khùng không? Đưa tôi vô. Nói bác sĩ cứ đuổi cứ hất người ta ra không à. Phải nghe lời, phải nghe cái lời của người nhà bệnh nhân người ta nói chứ. Cái chỗ này là cái chỗ nhà thương điên mà. Bệnh nhân người ta nói làm sao rồi cứ nghe vậy xong rồi ghi vô hồ sơ rồi không cho người ta sử dụng bảo hiểm. Rất bực bội. Nếu có bảo hiểm cũng đỡ được tới 80% á chị. Không biết nó cho mình sử dụng bao nhiêu. Tại chị mua ở quận 12. Mua quận 12 là được 80. Đúng tiếng là 100%. Đúng rồi, đúng tiếng thì 100%. Nhưng mà có không.
có một cái chú cắm mà. Cái chú ở trên công ty bảo hiểm, chú điện cho chị. Cái đợt đó là chị đóng tiền trễ, xong rồi chú nói vậy nè: chị ơi, nếu cái hoàn cảnh của chị như vậy, chị đi lên trình bày đi, đi lên Phú Nhuận á, bà công cái gì, văn phòng bảo hiểm của Phú Nhuận á. Dạ. Nó nằm ở đường Hoàng Thủ. Hoàng Thủ à? Số mấy Hoàng Thủ chị quên rồi. Đi lên đó đi, chị trình bày đi, chị được hưởng 100% đó. Rồi bữa giờ chị trình bày bên bảo hiểm chưa? Chị đi lên bảo hiểm, đi lên gia hạn bảo hiểm rồi. Nhưng chị nói cái chị Cúc ở phường 7 Phú Nhuận á, thì chị nói vậy là được rồi, để em sẽ lên, em nộp tiền rồi em sẽ nói về cái hoàn cảnh của chị, để coi cháu được hưởng bao nhiêu phần trăm. Cũng hy vọng bác sĩ với này bên bảo hiểm hợp tác với nhau, đúng không? Dạ. Mình bớt tiền, chứ không phải là chị không phải là giống như là đi xin tiền Mạnh Thường Quân rồi ỷ y ù lì ra đó, không có. Nó nghe này, chị nghèo, chị không có điếc, chị khổ, chứ chị không có nhúng não. Dạ. Đúng không? À, thành thử nói chuyện với chị bình định dấu yêu, hiểu chị nha, bình định. Dạ. Và cũng mong Mạnh Thường Quân, bà con, anh em, cô bác á, thương em thì giúp mẹ con em như vậy nè, em luôn chân thành cảm ơn rồi. Đã cho em cái khổ cực, cái bể ải này nó quá khổ lắm rồi. Thành thử em cảm ơn rất là nhiều. Rồi chị cầu mong sao có nhiều sức khỏe để hằng ngày em đi lượng, em đi lượng chai rồi em về cái 6-7 giờ em đi ra em hái rau, em mua rau với nè bà con, nói cho vậy thôi. Đây em luôn xin chân thành dạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và cảm ơn kênh YouTube của Bình Định Dấu Yêu, và nhớ share và like cho Bình Định Dấu Yêu nhanh nhanh để Bình Định Dấu Yêu đạt nút bạc nha bà con. Thân thương bà con rất là nhiều. Okay, rồi cảm ơn chị Duyên.